Không biết chị em đã nghe một câu nói rằng là nếu như mà mình có một sản phẩm và một dịch vụ tốt mà mình không mang được tới tay người tiêu dùng, không chia sẻ được với những người bạn, người thân của mình mà mình để cho họ sử dụng chưa đạt hiệu quả thì đấy cũng là một lỗi của mình, tội của mình, họ xấu là tội của mình. Kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Ngày hôm qua khi mà Vân Anh nghe một người thầy của Vân Anh kể rằng là nếu như á, chị em bây giờ bỗng dưng mọi người hãy tưởng tượng nhé. Mọi người thử tưởng tượng xem là nếu như mà mọi người đang nghe thấy một cái thông tin, ví dụ như là ở Nhật thì chắc là thông tin động đất rất là nhiều đúng không ạ? Nếu như mà chị em mình mà nghe thấy một cái thông tin rằng là ở đây chuẩn bị có một cái trận mà động đất lớn chẳng hạn và sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng hay là nguy hiểm đi. Rồi thì mọi người có phải là vội vàng khi mình nghe thấy như thế là mình ngay lập tức mình vội vàng mình chạy về, mình chia sẻ với gọi là bất cứ ai mà mình gặp đúng không ạ? Không phải là kể chỉ riêng là người thân họ hàng của mình đâu mà là bất cứ ai mình gặp là mình đều có thể lao tới để chia sẻ với họ. Và mình chia sẻ với mọi người thử tưởng tượng và đặt mình vào cái địa vị đấy, lúc đấy mình chia sẻ với một cái tâm thế gì ạ? Có nghĩa là mình gần như là lao đến vồ vào họ và nài nỉ họ rằng là tin đi, tin đi, bởi vì nó rất là nguy hiểm đúng không mọi người? Và tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta biết một cái sản phẩm và một dịch vụ tốt mà chúng ta nhìn thấy một người bạn của mình, một người mình gặp ở ngoài đường thôi cũng được, nhưng nếu như mà họ đang có được một cái vấn đề, có nghĩa là họ chưa được hài lòng với làn da của mình, chắc chắn chưa hài lòng rồi, họ phải dùng phấn, dùng che khuyết điểm, họ còn thâm, còn sạm, còn nám, còn đen, còn nhăn, thì nếu như chị em chia sẻ với một tâm thế hết lòng hết mình và cởi mở như vậy thì Vân Anh tin rằng là ai cũng sẽ đón nhận. Có thể rằng là mọi người có đồng ý Vân Anh rằng là có thể có nhiều người sẽ nói rằng là Hâm à, ngày hôm nay thời tiết đang bình thường như thế mà làm sao lại bảo rằng là có động đất có gì được đúng không ạ? Nên trong quá trình các chị em chia sẻ, có những người sẽ nói với mình là Hâm à, đâu có vấn đề gì đâu, hoặc không tin đâu, đúng không mọi người? Nhưng cái việc của chúng ta đó là mình biết mình không thể nào không chia sẻ được, đúng không các chị em? Và nếu như với một cái sản phẩm như thế này, các chị em biết, các chị em đã trải nghiệm, các chị em đã dùng mà không chia sẻ thì không thể không được. Ngày hôm qua bên anh có đi một một đám tiệc, các mọi người đi ăn một bữa tiệc, thì khi mà Vân Anh tới đấy á, mọi người có tin nổi không, đúng là gọi là khi mà mình làm lâu một cái gì đấy, quá người ta gọi là quá 10.000 giờ bay ấy, mình thì quá tới 16 năm nay rồi, sang năm nay là bước sang năm thứ 17 rồi, từ năm thứ nhất đại học mà các chị em, thì mình đi ra ngoài mình nhìn thấy các chị em phụ nữ ấy, mà họ vẫn còn một cái làn da mà thực sự mọi người thấy thương luôn đó chị em. Nhìn đến một cái bạn này ở bàn kế bên, nó còn ít tuổi thôi mọi người, từ cổ này xuống da mịn bình thường, nhưng mà riêng cái vùng tròn ở xung quanh này thì bạn ấy bị thâm, bị sạm, bị nám nám ở bên dưới, tại vì để lâu quá. Cái hai nữa là bị kiểu như là bị kích ứng á mọi người, bởi vì chắc là chữa nhiều quá mọi người, nên là mình cảm thấy rất là thương luôn. Và nói thực là cũng ngại chia sẻ thực, bởi vì ai đi đám tiệc cũng đang mặc đầm mặc váy rất là xinh đẹp, rất là tự tin, mà nếu mà mình chia sẻ thì mình cũng tự nhiên khác gì là mình chê họ xấu đúng không ạ? Nhưng mà đầu buổi thì mình không chia sẻ, nhưng mà tới cuối buổi thì mình cũng có chia sẻ. Bạn trước khi chia sẻ thì mình nói là xin lỗi em nhé, nói thực sự là chị nhìn thì cũng là bệnh nghề nghiệp thôi, nhưng mà chị hỏi thực này, em chữa nhiều chưa, tại vì em chữa em đã thấy ổn chưa, chứ chị thấy em dáng đẹp này đúng không ạ, body dáng đẹp này, da body cũng đẹp này, mà để mặt như thế này thì em chữa như thế nào rồi? Bởi vì chị xin lỗi, tại vì phụ nữ với nhau ấy thì chị nhìn chị cảm thấy nó áy náy, mà cái gì mà mình không làm được thì không sao mọi người ạ, thì cái đấy gọi là không làm được thì bó tay phải chịu đúng không ạ? Nhưng cái gì mà trong cái khả năng của mình làm được á, mà mình không chia sẻ thì chị cảm thấy nó rất là khó chịu. Thế nên là em nghe nhưng em đừng có buồn nhá, em đón nhận nhá, thì mình chia sẻ với bạn ấy như vậy em mọi người, thì cũng không biết là bạn ấy sẽ đón nhận hay như thế nào, nhưng mà điều đầu tiên mình chia sẻ mình cảm thấy nó thoải mái cái tâm của mình, và điều thứ hai nữa là anh tin rằng là anh cũng trao một cái cơ hội cho bạn ấy để bạn ấy có được một làn da đẹp, chứ họ cũng tốn tiền, ai cũng tốn tiền đi chữa, ai cũng tốn tiền đang sử dụng một sản phẩm nào đó mà lại không được như mong muốn thì thực sự là vừa phí tiền đó mọi người, vừa phí tiền vừa tốn thời gian mà vừa mất cả cái ôi, mất cả niềm tin nữa đúng không các chị em? Nhiều chị em đến với Atanin á, cảm giác là mất niềm tin. Mọi người nói chứ ôi nám thì sống chung với nám rồi, không phải mọi người. Làm sao mà mình lại phải sống chung với nó? Ngày mà Vân Anh bầu bạn đầu tiên đó mọi người, năm nay là con 13 tuổi rồi.
Hồi đó mọi người biết ông Anh bị nám chân đinh luôn. Mà bây giờ mọi người nhìn mặt mộc của Vân Anh này. Nên là không có cái gì là không thể nhé mọi người nhá. Cái gì cũng có thể chữa được. Vân Anh là minh chứng sống luôn á mọi người. Và bản thân các chị em ở trên Facebook, trên Zalo, cái thứ của Vân Anh là minh chứng sống cho các chị em luôn. Nên mọi người cứ kiên trì chữa đi. Không có cái thể nào mà bảo là không chữa, không khỏi hay là sống chung với nám. Không phải mọi người. Không có chuyện như thế được. Đó. Và khi mà mình chia sẻ như vậy mình cảm thấy nó vui lắm chị em ạ, bởi vì mình có thể giúp được thêm một người nữa hoặc trao cho họ một cơ hội nữa. Chứ còn nếu như mình im im mình không nói gì ấy, nó không phải vì bán sản phẩm hay là bảo là ở vì gì, nhưng mà thấy thương á chị em ạ. Không biết là mọi người có ai đó ở đây có giống cái tâm trạng như của Vân Anh không, chứ thực sự là mình thấy rất là thương luôn, rất là thương luôn đó. Và khi mà chúng ta chia sẻ đi á, chúng ta trao đi á, chúng ta giúp những người ở xung ai gọi điện thoại, chúng ta giúp những người ở xung quanh ấy, chúng ta điều đầu tiên, cái việc đầu tiên là Vân Anh mình cảm thấy hạnh phúc đã, mình cảm thấy là chính bản thân mình hạnh phúc đã, chưa kể đến một người khác đúng không chị em đó. Và cái vấn đề mà mình chữa ở trên da này nó lại còn đơn giản nữa. Hôm qua đi mọi người ơi, ngồi ở giữa trời luôn á chị em, ngồi giữa trời luôn, vừa nắng vừa gió, các bạn cứ kêu là ồ sao mẹ bầu mà sao da đẹp thế, sao chị da đẹp thế, chị không bị này bị kia. Không phải ai cũng thay đổi nội tiết tố, chẳng qua là mình biết cách chăm thôi. Và cái hai nữa là ngồi ở ngoài nắng hay đi ở ngoài nắng anh vẫn đi bình thường. Các chị em mà đã gặp Vân Anh ở ngoài đời chắc mọi người cũng sẽ thấy rằng là Vân Anh chả bao giờ đội nón hay mang khẩu trang hay là áo chống nắng gì hết á. Chỉ có khi nào mà lạnh á mọi người thì mình khoác áo. Lạnh thì sợ thôi chứ còn nắng thì không có sợ. Nên là cái việc mà chúng ta bảo vệ cho cái da của chúng ta khỏe ấy, thì chị em đi đâu cũng tự tin luôn. Chứ bây giờ chả nhẽ mình mặc một cái đầm thật là đẹp xong rồi mình trùm kín mít, hoặc là mình thoa miếng son như thế này, xong rồi mình mang khẩu trang vào, thế là thôi mở lột cái khẩu trang ra là son nó lem hay là nó hết mức son thì có phải uổng không đúng không chị em. Cái hai nữa là mình mặc cái bộ đầm đẹp như thế mà mình bịt vài cái áo khoác vào, xong rồi mồ hôi của mình nó ướt hết cả da thì cái đầm cái váy của mình thứ nhất là nó cũng không được đẹp, và cái thứ hai là nhìn nó cũng mướt mát mồ hôi ra chị em nhỉ. Thế nên là mình cứ được thoáng mát nhất là thoải mái nhất chị em nhé, mình chống nắng vừa phải thôi. Chứ còn các chị em cứ thử nhìn ở xung quanh đi, nếu như mà bịt khẩu trang mà đẹp á mọi người thì ai cũng đẹp rồi. Cái quan trọng nó là khỏe thôi, chứ còn nếu mà mình che chắn á, mình che chắn mà nó đã đẹp, mình bịt kín khẩu trang mà nó đã đẹp thì ở ngoài đời cái tỷ lệ phụ nữ mà bị được đẹp nhiều lắm đúng không chị em, bởi vì ai cũng dùng khẩu trang nhưng đâu phải ai cũng đẹp đâu đó. Nên là mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản với các chị em, và mình cũng thực sự là rất là mong muốn rằng riêng với của Atanin rồi tập đoàn Sun World đã có cái chế độ bảo hành là 3 tháng cho mọi người. Các chị em sử dụng 3 tháng luôn, chị em phải cảm thấy rõ ràng cái sự săn chắc khỏe mạnh và cải thiện của làn da. Nếu các chị em không cảm thấy sự săn chắc khỏe mạnh và cải thiện của da, công ty hoàn tiền cho mọi người mà, back lại tiền cho các chị em 100%, đâu có tốn xu nào đâu. Nên đẹp thì các chị em được, mà không đẹp chả mất gì cả mọi người. Nên chị em kiên trì nhá, nó nuôi da thì phải kiên trì mọi người ạ, nó không thể đẹp ngay được. Chị em nên nhớ dùng Vân Anh là các chị em trải nghiệm ấy, thì ít nhất mọi người là mọi người trải nghiệm bộ ba kim cương này. Còn nếu như mà mọi người thực sự là muốn đẹp hiệu quả thì trải nghiệm bộ 4 này dùng Vân Anh, thêm một cái chai serum vàng này để dưỡng cho căng bóng mướt cái da của mình nữa. Còn nếu tiết kiệm nữa để trải nghiệm sơ sơ thì phải là bộ 3. Chứ còn trải nghiệm một trong ba cái này nó chỉ được có 30% thôi, nó là cộng hưởng với nhau mà. Bây giờ chai này nuôi này, chai này ban ngày, hũ này ban ngày dưỡng chống nắng bảo vệ này, cái hũ này là nuôi ban đêm này, giờ mình bỏ đi một trong ba cái giống như kiểu kiềng ba chân mà mình bẻ mất đi một chân thì làm sao mà đạt được hiệu quả như mong muốn đúng không chị em. Đây là chị em có trải nghiệm, có thử hay có làm bất cứ gì chăng nữa, ít nhất phải là bộ ba mọi người nhé. Còn body các chị em có thể trải nghiệm sau tùy chị em, hoặc là các chị em muốn trải nghiệm cùng luôn thì body cũng vẫn rất với một cái giá rất là yêu thương. Xài cực lâu mọi người, nhìn cái tiếp này bên xài này đến bạc này luôn rồi còn chưa hết mọi người. Xài rất là lâu mà thực ra cũng chả quan trọng lâu hay mau, quan trọng là mình đã dùng nó phải hiệu quả đúng không chị em. Chứ còn dùng để mau để lâu hay là gì đó nhưng mà nó không hiệu quả thì cũng có làm gì đâu. Chị em mình xác định là mình thoa mỹ phẩm để cho nó đẹp, và mình bán một cái mặt hàng gì thì phải xác định rằng là khách hàng của mình họ phải cảm thấy rất là sung sướng, họ phải cảm thấy rất là thích khi mà sử dụng sản phẩm của mình. Mình bán uy tín mà, đâu phải mình đi bán hộp kem đúng không chị em. Nên là lâu hay mau, lâu thì chắc chắn là lâu rồi đấy, nhưng mà lâu hay mau thì quan trọng là mình sử dụng mỹ phẩm phải là đẹp đúng không ạ? Rồi anh kết thúc video nhé, tại vì anh đang có điện thoại gọi tới mà không biết gọi nãy giờ luôn á, mình từ chối mất 2 lần rồi.
Cảm ơn các chị em, và nếu như mọi người mà đi ra ngoài á, mà thấy ai đó thực sự cần thì làm ơn hãy chia sẻ cho họ, bởi vì mình biết mà mình không chia sẻ thì nó cũng 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 không nên, đúng không mọi người? Đó, mình chia sẻ để cho cộng đồng các chị em phụ nữ mình vừa đẹp, vừa tự tin mà cũng vừa có một cái công việc gì đó tốt hơn. Rồi, cảm ơn mọi người, để anh nghe điện thoại một chút. Bye bye cả nhà nha.